Tối qua, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã khống chế kịp thời một vụ cháy lớn xảy ra tại 3 ngôi nhà ở đường Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi. Không có thiệt hại về người. Nguyên nhân đang được khẩn trương điều tra. Người dân sinh sống tại khu vực này cho biết đám cháy bắt đầu vào khoảng 19 giờ 30 phút tối qua, xuất phát từ tiệm dán keo xe máy ở số nhà 309 đường Quang Trung. Sau đó cháy lan sang trung tâm mắt kính số 1 ở số nhà 311 và 313 Quang Trung. Thời điểm xảy ra vụ cháy, không có người ở trong 3 ngôi nhà này. Những người sống xung quanh phát hiện cháy, điện thoại báo cho người nhà và cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Nhìn qua là thấy khóa nó máy lên khóa thôi, thì điện cho người nhà. Điện thì lo lo thì cứ nhanh lên cháy nhà mà. Lúc đó là có thằng hủ tiếu này, nó cầm cái búa lên đập. Nó đập ra thì thằng cô cháu chị là mấy người thanh niên đó lá bình xịt của cái xăng á. Xịt vô là bắt đầu nó bùng cháy lên luôn á. Chị gọi 114 mà chị gọi quá, chị gọi 115 nó lo lòn ơi, nó kìa xe cứu thương mà sao chị gọi. Gọi quá mà, bắt đầu là con như cháy bùng lên luôn. Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, 40 cán bộ chiến sĩ cùng 7 xe cứu nạn, xe chỉ huy và xe chữa cháy đã được điều động nhanh chóng tiếp cận hiện trường, kịp thời khống chế đám cháy. Anh Nguyễn Chí Hùng, chủ nhà số 311 và 313 đường Quang Trung cho biết, gia đình gồm 5 người đã về quê ở Đức Phổ từ chiều. Sau khi nhận được tin báo, đã quay về nhà lúc gần 21 giờ đêm. Thiệt hại ban đầu là toàn bộ số kính thuốc và nhiều vật dụng sinh hoạt trong nhà. Do mình không có nhà, mình người nhà mà không có nhà. May mắn là đi hết, nhưng mà nếu có nhà thì đã sốc của hơn. Đây là người nhà, chứ mà khi tôi đã báo được thì tôi vô thấy cho ngoài ra là tôi không biết gì nữa hết. Khi đó thì cháy thì đập cửa thì vô thôi, rồi phòng cháy chữa cháy vô là tôi lên trên đập kính ở trên rồi vô nhà thôi, chứ còn kính là thiệt hại nhiều nhất. Kính với da cái xấu là coi như cháy hết rồi, quéo hết rồi. Còn tivi tủ lạnh là nổ hết, kính ở trong nhà nổ hết. Vụ cháy xảy ra tại trục đường chính Quang Trung, đoạn gần cây xăng, lưu lượng người qua lại rất đông. Hiện trường vụ cháy bị tắc nghẽn, lực lượng cảnh sát giao thông phải điều tiết hướng dẫn người dân lưu thông theo tuyến khác. Vụ cháy lớn đã làm mất điện cục bộ một đoạn đường Quang Trung. Công ty điện lực Quảng Ngãi đã huy động công nhân đến sửa chữa đường dây để cấp điện trở lại cho người dân trong thời gian sớm nhất. Sau khi khống chế vụ cháy, lực lượng chức năng đã bảo vệ hiện trường để điều tra nguyên nhân.